Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay em xin giới thiệu với các anh em là thủ thuật chúng ta lấy lại cái đường dẫn, cái link mà chúng ta đã tải một cái file nào đó. Thì có một bạn trên Facebook, bạn tên Lau Cai thì chia sẻ cái vấn đề này, nói là cốc cốc nó đang bị giới hạn bởi cái phần này. Nên thành ra em muốn xác định lại, xác minh lại coi coi cái vấn đề này nó có phải là như vậy hay không, hay là vấn đề này là một cái khía cạnh khác nữa. Thì qua sơ bộ, ví dụ em test cái video này đi, cái MP3 này đi, em chọn cái file MP3 này ha. Đó, em muốn test cái file MP3 này và em muốn nghe, và em muốn nghe offline là anh tải về. Đây, em đi tải về. Thì khi em tải về thành công, tất nhiên là chúng ta có thể xem được cái chương mục chứa ở đây. Thì và em có thể qua cái phần download và các anh em mình bấm Ctrl đè chữ Z là nó ra cái trang download. Trong cái phần này á, có cái file này á, các anh em click vào ba chấm bên phải nè. Chúng ta click vào đây. Đó, nó có hiện mã trang nguồn. Đó, chúng ta click vào đây là chúng ta sẽ thấy được cái trang nguồn gốc của cái file mà chúng ta mới tải. Đó, đó là một cách. Còn cái phần cốc cốc phần Chrome thì cái phần này nó sẽ hiển thị khác. Bây giờ em ví dụ trang này luôn nha. Để em copy nè. Em copy cái trang này, em thấy qua Chrome. Đây. Đấy, em thấy qua Chrome và em cũng ví dụ luôn là em tải về. Em tải thử coi nha, tải cho không đây. Đây, đây, tải được đây. Rồi em bấm Ctrl Z, Ctrl chữ Z. Đấy, đây. Đối với cái Chrome thì nó có hiện cái đường link này luôn. Nhưng cái đường link này nó không chuẩn 100% các anh em mình ha. Đây, em click vô, click đâu vô nè. Đấy, click đâu vô là sẽ tải tải tin nè, em click đâu nữa coi nè. Đó, sẽ tải tin được. Đó, tùy vào file chứ không phải là file nào mình cũng tải được như vậy. Đấy, em ví dụ đến đâu nữa nè. Đấy, tải về được nữa nè. Và em ví dụ có cái file, cái đường link này ha, sao chép nè. Đây, em sao chép cái nè. Rồi em qua cốc cốc. Rồi em dán nè. Em qua cốc cốc em dán. Rồi dán qua chi cập. Em cũng tải được luôn. Thì cái Chrome nó hay cái khoảng này, nhưng mà cái cốc cốc thì nó thiếu cái tính năng này. Đúng như bạn nói à, vậy là đúng như bạn nói là đối với cái những cái link mà đặc biệt, link đặc biệt ở cái này mình ha. Đây, những cái link đặc biệt chứ không phải là cái link nào nó cũng được. Bây giờ ví dụ tải một cái file khác, cái này mình sẽ thấy rõ hơn nha. Em ví dụ tải cái file này đi. Đấy, em tải cái file này ở trang media file nè. Em ví dụ em tải về nè. Rồi, nó tải về xong rồi, em vô download em xem. Bây giờ em click rồi, đây là mở file ha. Giờ em mở nè, mở trang nguồn nè. Đấy, thì nó ra cái trang này thôi, chứ nó không có cho cái link tải. Bây giờ em qua cốc cốc, em chép cái đường này. Em qua cốc cốc, em tải cái file này coi nó có hiển thị cái link tải hay không. Rồi, em click vào, cái này quảng cáo. Rồi, bây giờ em vô cái trang download nè, em click đôi vô cái link này coi. Đó, nó hiển thị, nó tải lại cái đường link. Thì Chrome có tính năng này khá là hay. Giờ em nghiên cứu thử xem coi tại sao mà nó có tính năng này. Nếu mà fix lỗi file, ví dụ Chrome cốc cốc họ lược bỏ những cái file mà bên Chrome hỗ trợ, thì em sẽ tải thêm, hoặc là em đổi những cái file nào nó tương đồng thì mà nó hỗ trợ được tính năng này thì em sẽ làm. Còn đối với những cái file giống như file FE mà nó mặc định nó đã cài thiết lập code lập trình bên trong rồi thì cái phần đó em chưa đủ trình để em thay. Còn bây giờ em test thêm vài file cho cái này mình xem ha. Để ví dụ cái trang Mega đi, không phải cái nào nó cũng tải được như vậy các anh em mình nha, không phải cái nào cũng được đâu. Rồi ví dụ cho em đi ra, đây ví dụ cái này đi ha. Rồi em tải cái file đại một file này đi. Đấy, em tải đại một
đây nè. Rồi, tải xong rồi. Bây giờ em vào cái mục download cho nè. Đấy. Rồi, em mở cái trang nguồn ha. Đây, mở trang nguồn này nó không cho mở nè. Đấy. Đấy, nó không cho mở trang nguồn nè. Rồi bây giờ em lấy cái đường dẫn này. Đó, em copy qua Chrome coi nó chạy có ok không các anh em nha. Đấy. Nếu mà nó hiển thị được link tải luôn thì nó mới chuẩn. Tại vì nó bị giới hạn các anh em nha, cái tính năng này nó không có hoàn hảo hết đâu. Để ví dụ tải về nha. Rồi. Rồi em vào đây em vô download cũng được nha. Đã tải xuống đây, nó có ghi là Ctrl+C đây. Đây, ở đây là có mấy cái thiết lập, mấy cái tắt á. Cái này mình vào cũng dễ nha. Rồi bây giờ em biết đâu rồi nè. Đấy, em biết đâu rồi và nó hiện không? Rồi các anh em thấy không? Không hiện nha. Đấy, hoặc là chuột phải nó có cho mình copy link. Đây, chuột phải em copy link đây. Đó. Nhưng mà nó không có vào được anh em mình ha. Đấy, nó báo lỗi. Thậm chí ở đầu đây. Ở đầu em thấy nó có mấy cái tên nó không đúng với cái đường dẫn mà phải xóa. Rồi enter nó vẫn không được anh em mình ha, chứ không phải là nó chuẩn anh em mình nha, không phải chuẩn 100% nha. Đó. Rồi nó đóng luôn cái Chrome của em luôn rồi. Tại hiện tại em đang chạy trên cái trình duyệt web, em đang chạy trên cái WinPA anh em mình ha, nên là nó chạy không được chuẩn lắm, như là em đang chạy quá nhiều. Đang quay video rồi em chạy cốc cốc, chạy Chrome luôn, là cái trình duyệt web nặng gì, full luôn mà nó chạy còn khá khá gì. Rồi bây giờ em sẽ tiếp thử cho các anh em coi một cái khác đây, ví dụ cái file này đi. Đấy, em ví dụ cái file này em gửi về nè. Đấy, đấy, em click rồi cho các anh em biết là cái file tải về ok ha. Đây, đấy. Đây, cái file tải về ok ha. Rồi bây giờ em vô cái download đây, em mở cái trang nguồn đó, rồi em lấy cái này em đưa qua bên kia ha, em đưa qua cái Chrome nè. Cái này lỗi bộ nhớ do nhiều quá, chạy nhiều quá thiếu à, em đóng bớt đi ha, đóng bớt cho nó nhẹ dung lượng. Rồi em viết lại cái này, đấy nó ra trang nè, rồi em download, rồi nó về rồi nè, đấy giống cái kia rồi ha. Rồi bây giờ, đấy em biết đâu rồi, nó tải lại không nha, tải được ha, đây biết đâu cái nữa, đây tải được nè, đấy tải được nè, ok. Vậy là đối với cái những trang web á, nó giống như cái bảo mật nó thấp, bảo mật thấp, giống như cái trang mega chấm chấm nz á. Đây đây lần này bảo mật cao, nó bảo mật cái link cao, nó không cho phép mình truy cập lại cái file mà đã download. Vậy là cái giới hạn tính năng của cái tính năng mà nó lưu lại cái những cái địa chỉ mà chúng ta download này nó bị giới hạn, chứ không phải là cái trang nào mà chúng ta cũng làm được cái anh em mình ha. Không phải cái file nào chúng ta tải rồi là chúng ta cũng có thể phục hồi được, tùy theo cái bảo mật của mỗi trang web nó thiết lập nữa các anh em mình nha. Đấy, rồi bây giờ ví dụ một trang bot đi, ví dụ một trang bot này, trang bot này nó cũng bảo mật lắm nè, mà không biết cái ok không. Em đã rút gọn lên rồi, máy tính này xóa vào coi. Đây, rồi ví dụ tải một file ha. Rồi em tải cái file này đi. Em bấm đây coi nào. Rồi bắt đăng nhập rồi. Em tải cái file nào không đăng nhập ra ta. Ba mẹ. Nhiều quá, cái file này ít ít thôi. Đây, cái này đi. Thử coi. Đấy. Rồi, click vào coi nào. Đây, em click cái dưới đây nè. Đây. Đây, tải về nè, rồi xong, rồi qua download để em coi cái link nè. Em click đâu lại cả, vẫn tải ha. Ồ, cũng
thấy cái đường dẫn này em copy qua cái cốc cốc rồi nè, phải ổn không nha, dán qua di cập vẫn đẩy được cái anh em mình ha. Rồi bây giờ em đây lấy cái đường dẫn này, tất nhiên là cốc cốc nó không có cho hiện cái phần cái phần link download mà nó cho hiện cái link gốc thôi. Đây không có cho hiện copy địa chỉ liên kết, có phải không ta? À, địa chỉ liên kết này nó là lưu lại cái địa chỉ của cái nơi mà chúng ta đã lưu cái file đó. Rồi trên nguồn em bấm này là được. Rồi đây nó cho nó ra cái trang download ban đầu đây, trên nó không có là tải luôn trực tiếp cái file, nó vẫn hiện cái link để chúng ta tải về vô trong để chọn link tải về cái file, chứ không hiện trực tiếp, không hiện trực tiếp download cái file cái này mình ha. Rồi nói chung là như vậy, và có những cái giới hạn là các anh em cũng thấy rồi ha, đối với trang mega chẳng hạn ha. À quên, em giới thiệu thêm cái YouTube, tất nhiên nói đi thì cũng nói lại, nói đi thì cũng nói lại các anh em mình nha, cái YouTube thì cốc cốc trội hơn, YouTube thì cốc cốc sẽ trội hơn về cái khoản mà tải video, kể cả MP3, kể cả MP3 các anh em mình nha, MP3 các anh em thấy rồi, hồi nãy là bắt link rất là lẹ, đây, đây cụ thể đây, đấy, cụ thể đây là không không có cho cái đường dẫn để tải liền nè, mà mình phải click vào cái công cụ tính năng của trang web đó thì mình mới tải được. Đối với những trang mà cái file MP3 có mà không có cái tính năng tải thì chúng ta không tải được nha. Rồi bây giờ em ví dụ cái này YouTube mở bằng cái này thì nó cũng hơi bất tiện ha, cũng cũng có phần tiện nhưng mà chúng ta phải click như thế này mới mở ra hết được. Rồi bây giờ em chọn một cái nào đây, chọn cái nào ngắn ngắn này, ngắn là cái nào, cái file nào ngắn, ví dụ thời sự đi. Rồi rồi em dừng đi ha. Đây các anh em thấy nè, thường cốc cốc là lúc nào cũng có cái chọn chế độ tải, thấy không, tải chất lượng cao thấp nè, tùy theo cái người up video mà cái file đó rõ hay không mà chất lượng cao hay không. Đây là chúng ta có thể tải âm thanh được nữa nè, đấy thì đối với cốc cốc thì các anh em mới tải được như vậy, còn cái Chrome thì chúng ta phải cài những cái plugin phụ thì chúng ta mới tải được, thì nó hơi bất tiện cái đó. Nó ví dụ mình tải xuống luôn nè đó. Rồi thì đây em ví dụ coi, ví dụ thêm cái phần này để em xem cái nó xem được không ta, em bỏ vô cốc cốc này. Đây dùng cốc cốc chúng ta vẫn xem được video đó luôn các anh em nha, không cần phải cài cái trình duyệt video đây. Đấy đó thì đây là cái tính năng mới sau này, cũng 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 hơi lâu rồi trong mới mới đây đó. Thì chúng ta có thể kéo thả cái file video để chúng ta xem cái anh em mình ha. Thì tương tự mấy trình duyệt web mới sau này cũng đều có cập nhật cái tính năng đó các anh em ha, đỡ cho phải chúng ta cài một cái chương trình player nếu mà chúng ta cần xem nhanh một cái video nào đó. Rồi bây giờ thì em sẽ nghiên cứu phần này để em cập nhật kênh như thế nào, thì cái phần này đang nghiên cứu coi như thế nào các anh em mình ha, làm sao để tích hợp được cái form nó sẽ hiển thị như thế này bên cốc cốc, thì nó sẽ ok. Rồi cảm ơn các anh em đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video lần sau. Bye bye.